Trời ơi, em đồ nắm gặp em. Ôi, đồ nắm rồi nha. Phải đến nắm này rồi đó. Thế em đang đến coi như đã gì cho anh không? Có chứ. Đi vào việc đi. Anh đói lắm rồi. Anh chỉ cần trả lời đúng cho em 1 trong 3 câu hỏi. Anh mua bất kỳ một con hải sản gì thì em sẽ tặng cho anh 1 con hải sản tương tự là như thế. Tưởng gì nhưng mới trò đồ vui quá đơn giản. 3 giây để trả lời. Câu đầu tiên, tôm hùm bông có mấy chân? 8 3 2 À không, 9 thôi. Hết rồi. 9 câu hỏi thứ hai. Đố anh biết con cua này có bao nhiêu cái gai trên người? 1 2 3 Hết rồi. Lần duy nhất. Cố lên anh nhá. Con cua này có mấy chân? Đây, con này dễ. Con này 8 chân. Chắc chắn là 8 chân. Sai rồi. Mấy chân anh hả? 8 chân. 10 8 10 8 10 Đã bảo 8 rồi mà. 10 Thôi mà 8. Em bảo là 10 mà. Bạn em ký rồi. Con này 8 chân mà. Không, em ký rồi 10. Thôi chốt nhá. Không bàn cả nữa. Con này 8 chân. Anh khẳng định là 8 chân. Ấy ôi mà.